Kinh nghiệm theo đuổi nghề Music Producer phần 3, lộ trình học sản xuất âm nhạc. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VVK đến từ VVK Music, một công ty chuyên về sản xuất cũng như là đào tạo về âm nhạc điện tử. Và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái video giới thiệu về phần 3 trong cái series chia sẻ về kinh nghiệm theo đuổi nghề Music Producer. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái phần lộ trình học sản xuất nhạc như thế nào để cho các bạn có thể đến với các bước tiếp theo. Mình đã có hai phần ở phía trước để nói về tổng quan cái hành trình các bạn có thể đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo giúp cho các bạn hình dung được là các bạn sẽ cần chuẩn bị những thứ gì để các bạn có thể học sản xuất nhạc một cách gọi là suôn sẻ nhé. Và nếu các bạn có nhu cầu về học sản xuất âm nhạc cũng như hòa âm phối khí và đặt những bản nhạc dành cho DJ hoặc sáng tác mới thì các bạn có thể liên lạc với mình bằng link dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì let's go. Rồi, ok. Đây là ba cái phần lớn nhất dành cho cái việc mà tìm hiểu về lộ trình học sản xuất âm nhạc. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải xác định mục tiêu và phong cách âm nhạc. Tiếp theo là các bạn cần phải chuẩn bị gì trước khi học. Và cuối cùng đó là lộ trình học. Đó là toàn bộ ba bước mà chúng ta sẽ đi trong ngày hôm nay. Và mình sẽ đi từng phần cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn cần xác định mục tiêu và phong cách âm nhạc của bạn. Tất nhiên rồi, các bạn phải xác định được thì các bạn mới biết tìm thầy này. Các bạn mới biết là mình cần nghe nhạc mẫu của ai này. Các bạn tìm ai để tạo ra động lực cho mình này. Rồi cũng như là tìm, có thể là xác định sẵn khách hàng của mình trong tương lai để mình có thể là tạo mối quan hệ, đúng không? Thì việc đầu tiên là xác định mục tiêu và phong cách âm nhạc. Cái này thì mình cũng đã nói ở các phần trước rồi, tuy nhiên thì mình cũng sẽ lướt lại một chút xíu. Đầu tiên là nhạc cung cấp cho các DJ chơi ở club. Thì các bạn có thể làm những cái dòng nhạc như Vinhouse, Halux, Tech House, G-House và nhạc Hip Hop. Nhạc cho DJ chơi EDM thì thời điểm hiện tại đang thịnh là Trance, Progressive House, Techno và Hardstyle nha các bạn nhé. Nhạc dành cho doanh nghiệp thì các bạn cần tìm hiểu về những cái nhạc quảng cáo ngắn. Ví dụ mấy cái quảng cáo mà các bạn hay xem trên YouTube mà không có premium ấy, mấy các bạn nghèo nghèo ấy. Thôi đùa mình trêu thì thôi. Hoặc là các bạn làm những bài nhạc thương hiệu. Ví dụ như bây giờ ca khúc gọi là thương hiệu cho họ, họ có thể phát ở bất cứ đâu, nói về những cái giá trị của công ty cũng như là cái sứ mệnh của họ cho cộng đồng, kiểu như vậy. Thì đó là nhạc thương hiệu. Tiếp theo là nhạc cho các YouTuber để kinh doanh, tức là làm YouTube để kiếm tiền bằng view ấy. Thì các bạn có thể nghiên cứu về nhạc lo-fi, nhạc deep house, nhạc piano relax và nhạc kids song. Kids song là nhạc dành cho trẻ con ấy. Trên thế giới thì có rất nhiều công ty làm nhạc kids song. Tiếp theo là nhạc dành cho sáng tác mới. Thì các bạn có thể nghiên cứu vào pop, pop ballad và R&B là chủ yếu. Ngoài ra thì nếu mà các bạn có thể biết thêm những yếu tố về nhạc điện tử, các bạn kết hợp thêm vào thì nó cũng khá là ok nha các bạn nhé. Thế là xác định vào mục tiêu và phong cách âm nhạc. Tiếp theo là chúng ta cần chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết. Thì nó sẽ là quan trọng từ trên dưới nhé. Đầu tiên là bạn cần máy tính, chắc chắn rồi, cần máy tính. Thứ hai là tai nghe, đây là hai thứ mà lúc nào cũng phải cần, là tai nghe kiểm âm nhé. Thực ra thì thời điểm đầu tiên thì các bạn mới tiếp cận thì các bạn dùng tai nghe bình thường cũng được. Tuy nhiên thì đầu tư ban đầu càng ok thì các bạn sẽ càng có khả năng phát triển cao hơn. Còn nếu không thì các bạn sẽ đánh đổi với cái việc là tốc độ phát triển của bạn chậm hơn người khác. Rồi ok, tiếp theo là khi mà các bạn có điều kiện rồi thì bạn bắt đầu sắm tai nghe kiểm âm. Các bạn nhớ là sắm tai nghe kiểm âm trước nhé. Sắm sau cạc mà không sắm tai nghe kiểm âm thì cũng thế. Nên là cần sắm tai nghe kiểm âm trước, sau đó đến sau cạc. Hai cái loại này nó sẽ giúp đảm bảo âm thanh của chúng ta được trung thực. Các bạn nhớ nhé, khi mà các bạn làm về chuyên môn, các bạn hậu kỳ, các bạn chỉnh sửa thì bao giờ cũng yếu tố chân thực cũng là yếu tố hàng đầu. Các cái tai nghe gaming, nhiều cái tai nghe nghe rất là hay, hoặc là các cái tai nghe chuyên nghe nhạc nó nghe rất là nịnh tai, âm thanh nó rất là hay. Và tuy nhiên thì đấy nó không phải là âm thanh chuẩn, khiến các bạn chỉnh sửa không tốt. Giống như kiểu các bạn nghe mấy ông mà làm video hay là làm ảnh ấy thì cần có ảnh gốc để chỉnh nó ok hơn. Hoặc là giống như kiểu đi make up ấy, make up trên một cái mặt mộc nó vẫn là tốt hơn make up trên một cái mặt đã make up rồi. Nghe nó hơi dối đúng không? Nhưng mà đại khái là âm thanh chân thực nó sẽ giúp cho các bạn có thể kiểm soát âm thanh một cách tốt hơn nhé. Tiếp theo đến là các bạn tận dụng loa kiểm âm. Đó, tuy nhiên thì khi mà các bạn mua loa kiểm âm ấy mà các bạn không xử lý phòng, tức là không có tiêu âm, không có tiêu âm để âm thanh nó không bị vọng lại ấy, thì cái loa kiểm âm của bạn hiệu quả chỉ khoảng 3 phần 10 thôi. Đó, nó rất là nhỏ. Nên là nếu như mà các bạn đã sẵn sàng cho cái việc mua loa kiểm âm rồi thì các bạn hãy chuẩn bị tiền mua luôn cả, làm luôn cái phòng thu
đấy là cái gọi là cái lời khuyên của mình để tối ưu nhé. Chứ giờ luôn mua cái loa không mà không làm phòng ấy thì cái loa đấy thì cũng chẳng khác gì cái loa bình thường. Đó, bởi vì là trong căn phòng của chúng ta nó vọng lại, nó feedback, nó làm tăng các giải tần số, nó làm nịnh tai, nó làm âm thanh tạo ra không chuẩn, thì nó sẽ làm cho cái âm thanh của chúng ta nghe nó sai lệch cực kỳ nhiều. Nên là cái việc mà mua cái loa kiểm âm không thôi, cái hiệu quả nó mang lại chả đáng bao nhiêu cả anh em ạ. Tiếp theo là tinh thần học tập. Cái này thì vô cùng quan trọng. Rất nhiều bạn đóng tiền rồi, sắm trang thiết bị ầm ĩ rồi nhưng mà cuối cùng bỏ, không học được nữa. Đó, vì các bạn không chuẩn bị tinh thần trước. Đôi khi mình có một cái câu khá là quan trọng mình hay nói với các bạn trợ giảng. Thực ra cái kết quả mà các bạn đạt được ở trong khóa học giúp các bạn hài lòng hay không, nó nằm ở cái sự kỳ vọng ban đầu của bạn. Nghĩa là bây giờ chúng ta cần phải thiết lập một cái kỳ vọng và cái tinh thần học tập đúng ở thời điểm đầu tiên đã. Thì trong quá trình học tập, thứ nhất chúng ta không bị nản, và cái thứ hai là chúng ta không bị thất vọng bởi những cái mà chúng ta sẽ đạt được trong tương lai. Nhiều bạn cứ hình dung, cứ mơ xa vời là làm nhạc nhanh chóng, trở thành những producer mà có thể cung cấp nhạc, đánh DJ trên những cái fest rồi nhà những cái club lớn. Cái đấy không có đâu các bạn, rất lâu. Tất nhiên là có thể có, nhưng mà nó phải là khoảng thời gian rất lâu các bạn, chứ không thể là một sớm một chiều. Ở góc độ đào tạo như bọn mình, là bọn mình mặc dù là có người đào tạo và có lộ trình rõ ràng ở nơi ra, nhưng với cá nhân mình, với những trải nghiệm của mình, thì khoảng từ 1 năm đến 1 năm rưỡi, đấy là khi mà các bạn học, học thầy nhé. Tất nhiên là sẽ có một số bạn, sẽ có một số ít các bạn có năng khiếu, các bạn tự học và các bạn có thể bán nhạc trong 6 tháng. Nhưng mà đấy nó là con số vô cùng nhỏ thôi. Và chúng ta khi mà tìm hiểu cái vấn đề này, chúng ta phải xác định được là chúng ta đang nằm ở đâu. Tức là cái năng khiếu của chúng ta đang nằm ở đâu, và thiết lập cái sự kỳ vọng cho nó ổn. Chứ ví dụ bây giờ là các bạn thiết lập cái sự kỳ vọng không đúng, các bạn kỳ vọng quá lớn, sau đó khi mà các bạn đầu tư trang thiết bị, rồi các bạn đóng tiền học, rồi các bạn đi học, nó không được như kỳ vọng, các bạn nản và các bạn bỏ, thì các bạn sẽ lãng phí toàn bộ cái khoảng thời gian ở phía trước. Và cũng có thể là đánh mất luôn cho các bạn cơ hội có thể trở thành một nhà sản xuất âm nhạc nhé. Bởi vì khi mà các bạn đã bắt đầu một lần và các bạn thất bại rồi, các bạn quay trở lại và các bạn chinh phục lại nó khó khăn hơn rất rất nhiều. Đấy. Nên là cái phần tinh thần học tập, thiết lập cái sự kỳ vọng này vô cùng quan trọng nhé. Cái việc đầu tiên là các bạn cực kỳ kiên nhẫn, đặc biệt là các bạn DJ. Cái này là lời khuyên thật, kinh nghiệm của mình là như thế. Rất nhiều bạn DJ bỏ bởi vì các bạn chơi DJ là các bạn dựa trên cảm hứng cực kỳ nhiều, nghĩa là các bạn thấy chơi nhạc ấy nó là niềm vui. Nhiều khi các bạn đi làm nó cũng là niềm vui nữa, nhưng khi mà học sản xuất về sau, có thể là lúc mà làm ra cái track nhạc ấy nó rất là vui, nhưng khi học sản xuất các bạn sẽ phải đối mặt với những thứ nó khó khăn hơn rất nhiều, nó gần như không có cảm hứng, nó rất nhiều những cái thứ khô khan mà các bạn phải học. Các bạn phải học nhạc lý, các bạn phải học tính năng nhạc cụ, các bạn phải học nguyên lý phối khí, các bạn phải học về cấu trúc, nghĩa là toàn là lý thuyết thôi, nó khô vãi cả trường ra luôn đó. Và trong khoảng 2 tháng đầu tiên các bạn sẽ không làm ra một cái sản phẩm nào hết. Nên là các bạn phải thiết lập sẵn cái tinh thần là bạn phải cực kỳ kiên nhẫn, bởi vì là các bạn DJ đã quen cái việc là chơi nhạc bằng cảm hứng rồi, cho nên là khi mà phải đối diện với lý thuyết cực kỳ mệt, cực kỳ khổ. Tất nhiên là mình không áp đặt là các bạn DJ là các bạn không thể vượt qua được. Mình chỉ nói đến cái vấn đề là cái thói quen của bạn khi mà các bạn chơi nhạc là bạn cảm hứng thôi, và khi mà bây giờ các bạn phải quay lại tiếp cận với lý thuyết khô khan ấy thì nó sẽ rất là khó khăn cho các bạn DJ trong thời điểm đầu tiên nhé. Tất nhiên được cái lọ phải mất cái kia chứ, được cái lọ phải mất cái chai. Tiếp theo, trở ngại lớn tiếp theo đó là nhạc lý. Học nhạc lý khổ dã man luôn, kể cả với những bạn mà tinh thần là sản xuất nhạc hay tinh thần là các bạn chơi nhạc đó, thì ngay từ trong bản chất chúng ta khi mà thích yêu âm nhạc, yêu cái cảm hứng nó mang lại. Nhưng mà nhạc lý ấy, nếu như mà gọi là minh họa cơ bản thì nó giống như toán lý hóa ấy. Nó chỉ là nguyên lý thôi, nó chỉ là những cái con số, những cái công thức, những cái định nghĩa thôi. Đấy, cho nên là rất là khó khăn cho chúng ta trong giai đoạn bắt đầu. Nên chuẩn bị sẵn tinh thần nha các bạn nhé, vô cùng quan trọng. Và cuối cùng là phải sắp xếp thời gian và rèn luyện cũng như thực hành. Nhiều khi mà các bạn học về chơi DJ ấy, mỗi buổi học các bạn làm những ngày vui rồi. Còn lại khi mà các bạn nhảy vào học sản xuất nhạc thì 2 tháng đầu tiên là 2 tháng phải học, phải kiên trì, phải cố gắng. Chứ không phải là vừa học vừa tạo ra niềm vui đâu các bạn ạ. Bởi vì nó chưa thành hình, nó chưa thành cái sản phẩm, chưa thành một thứ mà các bạn mong muốn. Nên là các bạn rất là khó trong giai đoạn đầu tiên, chuẩn bị tinh thần nhé. Còn nếu như mà thấy khó quá thì bỏ ngay từ đầu, lời khuyên mình là như thế. Rồi, và nếu như mà tất cả những cái phần này mà các bạn lười tìm hiểu đó, hoặc là các bạn xác định là đi học thầy thì chỉ cần liên hệ với thầy thôi, là phần trang thiết bị cần thiết và tinh thần học tập là thầy
sẽ đảm bảo cho các bạn, sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì khi mà tìm trung tâm hoặc thầy thì các bạn cần phải để ý mấy thứ sau. Đầu tiên là kinh nghiệm của giảng viên, họ đã giảng dạy được bao nhiêu năm rồi, hay chỉ là người làm nhạc giỏi và chuyển ra dạy thôi, nó khác nhau cho các bạn nhé. Cái kỹ năng về giảng dạy nó khác. Thứ hai là các sản phẩm của giảng viên, đa phần là các bạn nhìn vào cái phần này nhiều đó. Tuy nhiên thì giảng viên làm ra sản phẩm có tốt và có đúng gu của mình thì học nó mới có cảm hứng, và cũng có thể là sửa ra các cái sản phẩm của mình một cách tốt hơn. Tiếp theo là cái này quan trọng hơn này, là sản phẩm học viên của họ. Có nhiều người mà làm sản phẩm không tốt đâu, có nhiều người giảng viên làm sản phẩm không tốt lắm đâu, bởi vì là cái gu nhạc của họ, khi mà họ dạy rất nhiều dòng nhạc thì cái gu nhạc của họ nó có thể sẽ khác, hoặc là không có quá nhiều thời gian đào sâu với cái dòng nhạc của bạn. Tuy nhiên nếu như họ giảng dạy tốt, họ có những cái học viên rất tốt và học viên của họ có những cái sản phẩm rất tốt, thì cái này thì các bạn, cái quan trọng hơn là các bạn nhìn sản phẩm của học viên nhé. Sản phẩm của giảng viên thì nó cũng quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng cái việc mà các bạn nhìn vào cái sản phẩm học viên của họ đâu. Tiếp theo là trong cái giai đoạn mà các bạn liên lạc thì các bạn xem là cách thức tư vấn, truyền đạt cũng như là các phản ứng của trung tâm và giảng viên như thế nào. Nếu mà họ nói chuyện, họ truyền đạt cho mình dễ hiểu, tạo cho mình cái cảm hứng thì đấy mới là những người thầy tốt nha các bạn nhé. Chứ còn nếu mà những người mà nói chuyện cộc lốc, kiểu học theo con ngọc thì thôi, hoặc là cái sự nhiệt tình không có, hoặc là cái sự phản ứng của họ đối với các cái comment trái chiều trên mạng xã hội như thế nào, thì nó cũng là bộc lộ ra cái khả năng giảng dạy của họ đấy. Thì các bạn để ý cái phần này. Tiếp theo là đến cơ sở vật chất, họ có hỗ trợ cho mình một cái cơ sở vật chất tốt không, một cái phòng thu ít nhất là phải có tiêu âm tán âm, có loa kiểm âm và có tai nghe. Mình chưa nói đến câu chuyện là họ có đồ đạc để hỗ trợ học viên hay không nhé. Nhưng mà một cái phòng để dạy học viên thì ít nhất phải đảm bảo đủ cái yếu tố như thế. Ít nhất thì họ có thể là họ dạy kèm thì họ chỉ cần một cái bộ máy tính này, tai nghe kiểm âm sao cạc, loa và phòng tiêu âm là được. Và cuối cùng là hỗ trợ sau khóa học. Nhiều người học xong và thậm chí là chưa học xong đã bỏ luôn học viên ấy, không hỗ trợ. Thì xem là họ sẽ có những cái chính sách hỗ trợ học viên sau khi mà học xong không. Bởi vì các bạn là người đi làm nhạc và các bạn sẽ không thể nào có cái sự update, có cái sự nâng cấp nhanh được bằng những người chuyên nghiên cứu để dạy các bạn ạ. Nghiên cứu những cái thứ phương pháp mới để dạy thì các bạn sẽ phải nghiên cứu tìm hiểu xem là cái cách trò chuyện, cái cách hỗ trợ học viên sau khóa học như thế nào. Thì cái này thì PA một chút, thì đối với Vietcom Music thì bọn mình đã có 7 năm giảng dạy. Thứ hai nữa là các sản phẩm của giảng viên và học viên thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo được trên các kênh TikTok, các kênh truyền thông của bọn mình. Tiếp theo là cách thức tư vấn và truyền đạt cũng như là phản ứng của trung tâm thì tất cả các kênh truyền thông của mình đều có. Và nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể liên lạc để xem thái độ và cái phương pháp tư vấn của các bạn bên mình như thế nào. Tiếp theo, cơ sở vật chất thì mình cũng đã có rất là nhiều video rồi. Cam kết của mình sau khóa học là các bạn phải làm được nhạc. Nếu như mà các bạn cam kết là học ít nhất là 80% buổi học cũng như là làm đủ bài tập, thì nếu như mà các bạn không mà làm được nhạc, bọn mình sẵn sàng giảng dạy lại cho các bạn, đưa các bạn vào những cái khóa tiếp theo để các bạn có thể học. Có những các bạn học không kịp đâu, tốc độ mỗi người học là khác nhau, có những bạn học chậm đó, và thậm chí có những bạn mà mới vào khóa học ấy là không biết gì về máy tính đó. Tuy nhiên nếu như sau khóa học mà các bạn chưa đạt được yêu cầu thi, mà các bạn không đạt được yêu cầu, các bạn sẽ hoàn toàn được học lại miễn phí và các bạn không phải đóng thêm một cái phí gì cả cho đến khi mà các bạn làm được nhạc thì thôi. Và cuối cùng là đối với hỗ trợ sau khóa nhạc, hiện tại thì mình sẽ có một cái cộng đồng học viên sinh hoạt vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Và mỗi tháng thì mình sẽ cập nhật những cái bài giảng mới cho các bạn có thể update những cái công cụ mới, những cái kiến thức mới, những cái tư duy mới để các bạn có thể theo nghề tốt hơn. Và cũng như là có một buổi trò chuyện vào mỗi tối thứ tư hàng tuần để mình trò chuyện, giải đáp thắc mắc của các bạn, cũng như là giúp cho các bạn có thêm những cái định hướng mới, những góc nhìn mới và thậm chí là những cái kỹ năng để theo đuổi nghề nghiệp. Thì đó là những cái phần mà các bạn có thể tham khảo được ở bên trung tâm của mình. Tiếp theo là lộ trình học. Đầu tiên là chúng ta phải tiếp xúc với phần mềm sản xuất âm nhạc. Thì trong cái quy trình về sản xuất âm nhạc, nó sẽ có mấy cái phần mềm có thể hỗ trợ. Đầu tiên là phần mềm hỗ trợ sáng tác. Tiếp theo là hỗ trợ về hòa âm phối khí, FL Studio mình đang sử dụng là hỗ trợ về hòa âm phối khí là chủ yếu đấy. Tiếp theo là các phần mềm thu âm. Các bạn cũng có thể thu âm trên FL được, nhưng mà FL nó không quá hỗ trợ nhiều cho phần mềm thu âm, thì các bạn có thể tham khảo thêm các phần mềm khác như là Cubase, như là Pro Tool, như là Logic Pro. Và cuối cùng là các phần mềm hỗ trợ về Mixmaster. Tiếp theo các bạn cần học là nhạc lý cơ bản, học nhạc cụ và tính năng nhạc cụ. Nó sẽ chia ra hai dòng nhạc khác nhau nha. Với các bạn làm nhạc nhẹ, ví dụ như pop này, pop ballad, R&B, rock các thứ, thì các bạn cần tìm hiểu về tính năng về nhạc cụ sống. Còn đối với các bạn chơi nhạc cụ điện tử thì tất nhiên rồi, các bạn phải tìm hiểu kỹ về âm thanh điện tử
Sau khi mà hiểu về nhạc cụ xong thì chúng ta bắt đầu nguyên lý về hòa âm phối khí, nghĩa là mỗi nhạc cụ sẽ được soạn như thế nào và sẽ kết hợp vào với nhau như thế nào. Sau khi học nguyên lý hòa âm phối khí xong thì chúng ta học về cấu trúc bản nhạc để phát triển ra một cái bản nhạc hoàn chỉnh. Sau đó thì chúng ta học về thu âm và hậu kỳ vocal. Đối với một số bạn sản xuất về âm nhạc điện tử thì các bạn thường hay lấy cái vocal có sẵn. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải học cách hậu kỳ, nghĩa là các bạn kết hợp cái vocal vào trong cái track nhạc của mình như thế nào để cho nó đảm bảo là dễ nghe, dễ chịu, hài hòa. Và cuối cùng là mix master và hoàn thiện bản nhạc. Đấy là toàn bộ lộ trình mà các bạn cần học. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn toàn bộ cái lộ trình để học về sản xuất âm nhạc. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music, một công ty chuyên về sản xuất và đào tạo về âm nhạc điện tử. Và nếu mà các bạn có nhu cầu về học hóa âm phối khí, học làm nhạc, hay là các bạn muốn đặt nhạc cho sáng tác mới hoặc nhạc cho DJ thì bạn có thể liên lạc với mình bằng link nằm dưới phần mô tả nhé. Trên màn hình đã có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích. Các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye anh em.